chúng tôi cũng đánh giá rất cao về tinh thần, năng lượng tích cực cũng như là nhiệt huyết của bạn dành cho nghề môi giới bất động sản. Đầu tiên là tôi xin chọn bạn Phong Huệ. Mình cũng không nghĩ là có cái giải này, giải thưởng chứng minh triệu đô là nó nằm ngoài cái sự mong đợi của mình đó. Và ngay bây giờ Huy Khánh xin phép được mời anh Dương Quốc Nam lên sân khấu để công bố và trao giải thưởng chiến binh triệu đô. Hôm nay tôi đại diện xin trao giải thưởng cho những chiến binh triệu đô. Các bạn thí sinh top 4 có mặt tại đây, các bạn là những người chiến binh xuất sắc. Nhưng tuy nhiên có những bạn không được vào trong top 4, nhưng mà chúng tôi cũng đánh giá rất cao về tinh thần, năng lượng tích cực cũng như là nhiệt huyết của bạn dành cho nghề môi giới bất động sản. Đầu tiên là tôi xin chọn bạn Công Huệ. Mình cũng không nghĩ là có cái giải này, giải thưởng chiến binh triệu đô là nó nằm ngoài cái sự mong đợi của mình đó. Bạn thứ hai là chúng tôi muốn dành cho bạn Thanh Mai. Trong cái quá trình làm bất động sản thì mình cũng đã nhận được một số những giải thưởng. Nhưng mà khi mà nhận được cái giải thưởng này á, thì mình cảm thấy nó rất là khác. Bởi vì là mình được những người mà có chuyên môn cao thừa nhận cái khả năng của mình. Thì mình rất là cảm ơn. Bạn thứ ba mà tôi chọn là một hot boy của chương trình, bạn Trần Lâm. Thì tâm lý của mình đến đây thì mình nghĩ là mình chỉ đến để cổ vũ cho các bạn thí sinh khác thôi, và đến để tham gia cái buổi chung kết này, mà rất vui và bất ngờ khi mà nhận được cái giải thưởng đó. Và bạn cuối cùng là tôi chọn bạn Thu Hiền. Thực sự đây là một cái niềm động lực rất là lớn để sẽ cố gắng hơn nữa trên cái bước đường đi của mình. Và rất là cảm ơn chương trình và cảm ơn ban giám khảo. Hy vọng là chương trình sẽ luôn thành công và tỏa sáng và có những nhiều mùa tiếp theo. Và giá trị giải thưởng mà anh Dương Quốc Nam dành tặng cho 4 nhà môi giới của chúng ta đó chính là 50 triệu đồng tiền mặt và một voucher mua sắm với trị giá là 100 triệu đồng. Và bây giờ xin mời 4 chiến binh triệu đô lên sân khấu để nhận giải thưởng từ anh Dương Quốc Nam. Chào đón sự trở lại của bạn Thanh Mai, bạn Tùng Lâm, bạn Công Huệ và bạn Thu Huyền. Xin cảm ơn giám khảo Dương Quốc Nam và các nhà môi giới bất động sản tài năng của chương trình Sang Nhà Triệu Đô. Quán quân của chương trình sẽ nhận được giá trị tiền thưởng là 1 tỷ đồng từ nhà đồng hành chiến lược Selen. Á quân 1 nhận được 500 triệu đồng. Á quân 2 nhận được 200 triệu đồng từ nhà tài trợ chính Vinahood. Ai sẽ là nhà môi giới bất động sản xuất sắc nhất trong Sang Nhà Triệu Đô mùa đầu tiên?